mới nằm ngủ suy nghĩ cái ở trên nóc xe. Ngày nãy cỏ bước quá ha. Anh hết chồng cỏ trước vậy á. À, anh làm cao lên vậy á. Đắp đá thêm ở phía ngoài sân á. Cỡ cao lên cỡ đó. Rồi chứ cái đắp hay đào đào đất ra xong sắp lên lại. Cho cao lên luôn. Cho là ở giờ nó bằng á. Nước nó không có chảy nghiêng xuống. Nghiêng nghiêng cũng vừa thôi, không có nghiêng nhiều. Mùa này mấy dây này dễ chịu á. Chị kêu tống quá. Giặt sạch sẽ lấy ra mang lại. Có bị rách không? Không. Mới mang có 1 năm. Vậy anh mang 4-5 năm mới hư. Qua gánh đi mua giày mà nghĩ là anh không mua. Cũng kỳ. Như đôi giày mà đi sang của anh á, em mua có 7-8 mấy đồng hả? Tự nhiên mua. Anh kêu vui anh không mua. Cảm thấy rẻ. Ok, rẻ anh mua. Đâu có rẻ nhiêu đâu. Rẻ 20 đồng. Rẻ mà 50%. Anh nói ảnh luôn giày của em để Bí Linh đó, để Bí Linh mua. Thì không có mua. Đồ kéo em mà Bí Linh mua. Mẹ nói ảnh ảnh chị Trâm nói ảnh hay đi shopping. Đi mua đồ sang, mua đồ lum la, anh chỉ cầm len. Nói vậy anh nói em vợ em đâu có đâu. Vợ em toàn mua đồ xanh nhan mà. Đó à, hướng sướng, ráng hưởng đi em. Ráng hưởng đi em trai. Thì giờ sướng á. Thì nói, anh thấy đồ xăng của em nó toàn là mà vợ mua mà. Cái bô mà cũng vợ mua nè. Mấy mũi tên vợ cũng mua nè. Áo xăng. Tụi em đâu mua đâu. Nói vậy á. Mua găng tay nè. Áo, quần áo anh cho rồi. Giày nè, giày xăng nè. Vợ mua, vợ take care hết. Chỉ việc đi sang có ai đem về thôi. Đem về có người nấu cho ăn nữa. À, sướng thì ráng tận hưởng đi em trai. Từ từ thấy khổ. Ai gì á cưng à. Ngộ thì cái quê đó. Ảnh đi chỉ phàn nàn ảnh đi shopping đó. Phàn nàn lại chỉ đi shopping kia. Giống như hai người để xem. That's it. Xe chứ quá tôi nói có mở ra nóng quá mưa sao đường bóng bóng ta. Chống nó chạy hơi lớn.
sẽ chậm giờ. Tính một cái áo xăng cho anh kia đền mà thấy không được. Rồi anh tính mua cái giày mà để mang đi ra ngoài làm vườn á, có bán 15 đồng thôi. Anh nói đừng có mua xin anh Minh á, anh Minh chịu anh á, anh nhiều lắm trong hãng của anh, nó bỏ ra nhiều lắm, hãng súp lắm. Nó mấy cái giày của ảnh 7-8 đô ở nhà ảnh là toàn là trong đó không. Ok. Rồi bữa nào anh qua anh xin ảnh thì khỏi xin gì. Nói anh xin anh Minh cho em thôi. Anh cho em thôi xong anh xin anh Minh. Thấy cái gạt nước em cần làm, anh làm lại, không biết nó có kêu lại không, biết là tạm thời giờ nó phải em làm lại lên trên mạng nghiên cứu cái bài. Nó nói gạt nước bị gì là da dơ. Kính giờ kính giờ cái gạt nước cũng giờ, nó nói là nó kêu là do mình chạy là thời gian á, cái khói xe á nó bám bụi cho nó kính nó tạo ra tiếng kêu. Nhưng mà giờ cũng kêu lại, nó sắp kêu lại cho rửa sạch sẽ nó đỡ. Phải gạt nước này anh mua cũng nhận rẻ tiền nữa. Mấy đồng à? 7 đồng à. Gạt nước người ta một cây là 3 mấy đồng, 2 cây 60. Nó gạt nước thường xài 1 năm là nó thay, qua một mùa mưa là thay, nó chai. Đồng
sớm chắc có chỗ đậu xe. Sớm 13 phút. Thank you.